Ước tính tháng 1 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 29 tỷ đô la, giảm hơn 16% so với tháng trước gia tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la chiếm hơn 63% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 88,5%, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước, nhóm hàng nông sản lâm sản chiếm gần 8%, nhóm hàng thủy sản chiếm gần 3%, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 0,9%. Về nhập khẩu ước tính tháng 1 năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 29,5 tỷ đô la, giảm 6,7% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1 năm 2022, có 4 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ đô la, chiếm tỷ trọng gần 47% tổng kim ngạch nhập khẩu.